Khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 9 khóa 14. Sự cần thiết sớm phê chuẩn hiệp định EVFTA. Hội thảo giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dự án trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển chuỗi cửa hàng tiêu thụ nông sản sạch trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp trao tặng huy hiệu 40-30 năm tuổi đảng. Mở đầu vòng quay 24 giờ hôm nay là thông tin về kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã khai mạc vào hôm qua theo hình thức trực tuyến từ nhà Quốc hội tại thủ đô Hà Nội đến 63 điểm cầu tại các tỉnh thành trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dự phiên khai mạc. Tham dự tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế xã hội toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Không chỉ bị tác động bởi dịch bệnh, Việt Nam còn chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nắng hạn gay gắt. Trước nhiều khó khăn, thách thức, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chỉ đạo các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương chống dịch và tích cực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trình bày báo cáo về phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, thông qua 1.396 cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 8 của đại biểu Quốc hội, đã tiếp nhận và tổng hợp được 2.102 kiến nghị của cử tri. Đến nay, có 2.066 trong tổng số 2.102 kiến nghị được giải quyết trả lời cử tri, đạt 98,3%. Trong bối cảnh, toàn bộ hệ thống chính trị đều nỗ lực hết sức để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế. Kết quả này cho thấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì nguyện vọng của cử tri luôn được quan tâm, ưu tiên, xem xét, giải quyết, từ đó tạo nên một tâm lý tin tưởng phấn khởi của cử tri và nhân dân cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Chiều qua, Quốc hội thảo luận trực tuyến về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, về việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu EVIPA. Đa số đại biểu đều khẳng định ý nghĩa, tác động và đóng góp quan trọng của hai hiệp định EVFTA và EVIPA cho sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua hàng loạt các khía cạnh cả trước mắt cũng như trong trung hạn và dài hạn. Khẳng định tầm quan trọng của việc phê chuẩn hai hiệp định trong bối cảnh hiện nay khi nước ta vừa vượt qua đại dịch COVID-19 và đang tái khởi động quá trình khôi phục kinh tế. Theo đại biểu, đây chính là thời điểm Việt Nam cần nhiều động lực phát triển kinh tế và EVFTA có thể chính là một trong những động lực quan trọng. Tăng cường hợp tác với EU thì chúng ta sẽ có điều kiện tiếp cận một thị trường với gần 450 triệu dân của những cái nền kinh tế thuộc loại giàu có nhất trên thế giới và do vậy mà giúp chúng ta có thể đẩy mạnh được xuất khẩu. Chúng ta cũng có điều kiện để khai thông một cái dòng chảy vốn đầu tư FDI với chất lượng cao từ EU và Việt Nam. Chúng ta cũng có điều kiện để cải thiện cái vị thế của Việt Nam trong các cái chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng có giá trị gia tăng cao hơn, có công nghệ cao hơn, thân thiện với môi trường hơn và phát triển bền vững hơn. Và chúng ta cũng có thêm động lực để cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành trong 10 năm qua để đạt thỏa thuận với Liên minh châu Âu về hai hiệp định này. Đại biểu cho rằng, hai hiệp định này sẽ tạo ra thời cơ vàng để đất nước ta vươn lên gia nhập đội ngũ các quốc gia phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, muốn tận dụng thời cơ để đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển, còn một số vấn đề lớn cần quan tâm. Tin rằng là hai cái hiệp định này sẽ giúp chúng ta vượt qua. Một là phải có những bước phát triển nhất định trong cách mạng công nghiệp 4.0, trong nền kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Hai là nền kinh tế Việt Nam phải có đủ năng lực đối phó với các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống, ví dụ như là trận đại dịch toàn cầu COVID-19 hiện nay. Tại phiên họp,
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Anh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tham gia giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Hai bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến kiến nghị yêu cầu của các đại biểu Quốc hội đối với chính phủ, rút kinh nghiệm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất hai hiệp định EVFTA và EVIPA để đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới. Sau buổi thảo luận trực tuyến chiều 20 tháng 5, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua hiệp định vào sáng 28 tháng 5. Cho đến thời điểm này, hiệp định EVFTA chỉ cần được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định của hiệp định là sẽ chính thức có hiệu lực đối với cả EU và Việt Nam. Đây cũng là điều mà cộng đồng doanh nghiệp chờ đợi từ rất lâu. Với việc thực thi hiệp định EVFTA, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi cung ứng truyền thống vốn đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ do dịch COVID-19 thời gian vừa qua, đồng thời cũng là cơ hội tốt giúp Việt Nam bước vào để lấp đầy chỗ trống trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp khôi phục và thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh sau giai đoạn dịch bệnh. Điều mà chúng tôi mong đợi rằng là hiệp định càng thông qua sớm càng tốt đối với ngành dệt may Việt Nam, chúng tôi nói riêng và cả ngành công nghiệp nói chung. Để chuẩn bị cho các hội nhập trong cái hiệp định thương mại FTA thì ở đây nó có với vấn đề mà chúng tôi đã có cái chiến lược phát triển. Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu sẽ mở cơ hội cho Việt Nam từ 1 tháng 7 năm 2020 trong tiếp cận với thị trường EU. Việc sớm phê chuẩn hiệp định EVFTA là sự cần thiết cho bước ngoặt này trong quan hệ thương mại với các đối tác hàng đầu thế giới. Điều này sẽ dẫn đến những thay đổi về mặt chất lượng trong hoạt động đầu tư cũng như trong cơ cấu phát triển của Việt Nam theo hướng bền vững hơn nữa. Để tạo ra cái cú hích cho cái xuất khẩu cũng như thương mại của chúng ta với châu Âu trong cái nửa cuối của 2020 để bù đắp cho những cái thiệt hại của COVID-19 thì chúng ta đang thúc đẩy mấy cái nhiệm vụ. Một là phải đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ của cái việc phê chuẩn cái hiệp định thương mại này tại Quốc hội, và đến nay mọi việc đang diễn biến rất tốt đẹp với cái sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo cao nhất, cái sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, và cái sự vào cuộc của Chính phủ, của bộ ngành cũng như là của Quốc hội. Đánh giá cao những nội dung thỏa thuận EVFTA được chuẩn bị trong hiệp định, tuy nhiên các đại biểu Quốc hội cũng chờ đợi những kế hoạch hành động cụ thể của Chính phủ để nâng tầm mối quan hệ thương mại song phương Việt Nam, Liên minh châu Âu và thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung, góp phần vào công cuộc đổi mới và hiện đại hóa đất nước. Chính phủ cần phải làm gì để chúng ta sẽ tạo ra được cái thế chủ động tham gia vào cái sân chơi này, để tránh tình trạng là nếu như thông qua rồi chúng ta mà lại không có cái việc chuẩn bị thì hoặc là chúng ta sẽ không tạo ra được một cái môi trường để thu hút đầu tư, hoặc là chúng ta tạo ra một cái môi trường, tạo ra một cái sân chơi tốt nhưng mà cái doanh nghiệp trong nước lại không tham gia vào được cái sân chơi đó, lại chỉ để cho các doanh nghiệp nước ngoài vào chiếm lĩnh cái cơ hội, và như vậy thì có khi chúng ta lại bị thua ngay ở trên sân nhà. Chính vì vậy cho nên cái điều mà các đại biểu phát biểu là chúng ta cần phải chỉ ra những cái hành động thiết thực để chúng ta chấp được các cơ hội này. Trong bối cảnh mới và với những lợi ích tích cực mà hiệp định EVFTA mang lại, Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ thống nhất với phía EU về thời điểm có hiệu lực của hiệp định trên tinh thần là vào thời điểm sớm nhất nhằm tận dụng các cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Điều này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã đang và sẽ có những tác động bất lợi đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Thưa quý vị, nhằm góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2025, tỉnh ủy tổ chức hội thảo giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dự án trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển chuỗi cửa hàng tiêu thụ nông sản sạch trên địa bàn tỉnh. Dự hội thảo có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo ban quản lý các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao các tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Đồng Nai, các chuyên gia đến từ các trường, phân viện, trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tại hội thảo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho thấy, sau 3 năm thực hiện đề án 04 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có 62 doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư các dự án với tổng diện tích trên 3.100 hectare. Trong đó có 49 tổ chức cá nhân đang đầu tư mô hình sản xuất trồng trọt ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với diện tích hơn 2.800 hectare.
với các sản phẩm như rau các loại, dưa lưới, bưởi da xanh, chuối, nho ăn lá, sản lượng ước đạt khoảng 48.000 tấn một năm. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có gần 1.500 hectare đạt chứng nhận an toàn thực phẩm, gần 7.500 hectare diện tích áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm. Trong lĩnh vực chăn nuôi có 131 trang trại, lĩnh vực thủy sản có 17 cơ sở ứng dụng công nghệ cao. Phát biểu tại hội thảo, các địa phương và các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã chia sẻ trao đổi về các giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với cây hồ tiêu và cây ăn quả, phát triển chuỗi các cửa hàng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm xúc tiến đầu tư và đề xuất các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư. Trong cái vấn đề mà thu hút đầu tư đối với lại cái khu nông nghiệp cao, cái điều chúng ta cần quan tâm là chúng ta phải có cái đầu tư cơ sở hạ tầng. Cái điều thứ hai nữa là cái việc mà lựa chọn những cái dự án và những cái doanh nghiệp, những nhà đầu tư vào trong khu đó, thì nó phải có một sự chặt chẽ. Và cái vấn đề chính là chúng ta phải có đánh giá được cái khả năng và cái tính khả thi của dự án cũng như là cái năng lực về tài chính. Cái điều thứ ba nữa là những cái chính sách mà chúng ta đề ra làm sao cho nó hỗ trợ được cái người nhà đầu tư vào trong đó nó có hiệu quả nhất. Việc mà đào tạo cái nguồn nhân lực cho công nghệ cao là cấp bách và cần phải có đào tạo cũng như là mở ra những cái liên kết đối với các viện trường về nghiên cứu về nông nghiệp trên cả nước, trong và ngoài nước. Cái vấn đề thứ hai là hỗ trợ về mặt chính sách cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Những chính sách này sẽ giúp cho các doanh nghiệp nhanh đưa được cái sản phẩm ra thị trường. Đây là một trong những cái yếu tố tiên quyết để cho các cái doanh nghiệp có thể phát triển bền vững. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, những chia sẻ góp ý của các chuyên gia cũng như doanh nghiệp tại hội thảo lần này sẽ giúp Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng được giải pháp tối ưu trong việc thu hút hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, tỉnh sẽ bố trí ưu tiên kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, khu, vùng, quy hoạch, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức. Tất cả những vấn đề của các nhà khoa học, của các đại biểu quan tâm, chia sẻ và đề xuất giải pháp với tỉnh trong cái phát triển nông nghiệp sắp tới, lãnh đạo tỉnh sẽ chọn lọc, tiếp thu và sẽ trình tại đại hội để làm sao chúng ta dẫn dắt sự phát triển nông nghiệp của tỉnh một cách vững chắc. Tại cuộc họp thường trực do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì vào hôm qua 20 tháng 5, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã báo cáo về phương án thiết kế cơ sở dự án các bến cập tàu tại Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cao, Hòn Tre Lớn của huyện Côn Đảo. Dự án bến được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào tháng 5 năm 2018, tổng mức đầu tư hơn 95 tỷ đồng. Kết cấu chính của dự án là 3 bến với bê tông cốt thép trên nền cọc khoan dồi. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh lại thiết kế và tổng mức đầu tư vào tháng 3 năm 2019, giảm từ 95 tỷ xuống còn hơn 65 tỷ đồng. Theo đó, quy mô và chiều dài cầu chính, chiều rộng cầu dẫn của bến đều được điều chỉnh theo hướng giảm. Tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo kiến nghị các bến cập tàu tại Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cao, Hòn Tre Lớn của huyện Côn Đảo vẫn sử dụng phương án thiết kế kết cấu bê tông cốt thép trên nền cọc bê tông cốt thép khoan nhồi để phù hợp với vị trí địa lý đặc thù của vùng biển và địa chất tại vị trí xây dựng. Tuy nhiên, để đảm bảo yếu tố thân thiện với môi trường, đơn vị tư vấn và thiết kế đã điều chỉnh vật liệu ốp mặt bê tông các bến bằng tấm nhựa composite giả gỗ. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, đồng thời nhấn mạnh Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu trong quá trình triển khai các giải pháp thi công làm ảnh hưởng đến môi trường và công tác bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm tại ba vị trí bến cập tàu là Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cao, Hòn Tre Lớn. Ông Nguyễn Văn Thọ giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng rà soát kiến trúc, kết cấu và các biện pháp thi công đảm bảo đúng quy định về bảo vệ môi trường và bảo tồn các loài sinh vật biển. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2020 nhằm ghi nhận sự phấn đấu, rèn luyện và đóng góp của đảng viên cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đợt trao tặng huy hiệu 40-30 năm tuổi đảng dịp sinh nhật Bác 19 tháng 5, có 19 đảng viên của các chi bộ thuộc đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đón nhận. Tại lễ trao tặng huy hiệu, lãnh đạo đảng ủy khối đánh giá cao quá trình rèn luyện phấn đấu vượt qua khó khăn của các đảng viên để hoàn thành chức trách nhiệm vụ do tổ chức đảng và đơn vị giao phó. Đồng thời chúc các đồng chí được nhận huy hiệu đảng, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, kinh nghiệm của mình để tiếp tục tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần vào sự phát triển của đảng bộ khối trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có nhà báo Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có 83 hội viên đang công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, các huyện, thị xã, thành phố. Nhiệm kỳ qua, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã luôn bám sát các chỉ thị nghị quyết của Đảng về công tác báo chí và định hướng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến 2020, hội viên chi hội đã tham gia và đạt được nhiều giải thưởng báo chí như giải khuyến khích báo chí quốc gia, huy chương vàng liên hoan truyền hình toàn quốc, huy chương bạc, huy chương đồng liên hoan phát thanh toàn quốc, 32 giải thưởng báo chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, tham gia quản lý điều hành hoạt động nghiệp vụ nghề báo ở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình.